Công ty Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại motor liền giảm tốc 3,7 kW 5 ngựa. Đây là dạng chân đế. Còn đây là loại mặt bích. 3,7 kW có đường kính cốt trục là 40 và 50 mm. Tương tự mặt bích cũng vậy. Trục có giảm tốc tôi nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Đặc biệt hơn, tụ có giảm tốc chống rỉ sét bền như inox. Và sau đây là tem của sản phẩm 3,7 kW 5 HP, dòng ampe định mức là 8,13A, radio 1/10. Đầu giảm tốc chân đế trục thẳng được gắn với động cơ 3 pha có mặt bích. Đầu giảm tốc mặt bích được gắn với động cơ 1 pha có mặt bích. Đầu giảm tốc cycloid. Đây là dạng chân đế, còn đây là loại mặt bích. Đầu giảm tốc chân đế tụt thẳng được gắn với động cơ 3 pha có thắng. Đầu giảm tốc R chuyên dùng cho tải nặng. Được gắn với bộ điều tốc cơ điều chỉnh tốc độ và động cơ 3 pha có mặt bích. Động cơ điện 220V, giảm tốc 1 pha. Đây là dạng chân đế trục thẳng, đây là hai quả tụ. Motor giảm tốc mini, điều chỉnh tốc độ. Có công suất từ 30W cho tới 400W. Ngoài trục thẳng ra, quý khách cần tham khảo thêm loại giảm tốc trục la tua vuông góc. Tốc độ của trục ra sau khi được giảm tốc miền Bắc gọi là radio 10, miền Nam gọi là tỷ số tiền 1/10. Vậy lấy 1.400 chia cho 10 bằng 140 vòng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng nhắn xuống phần mô tả phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại 0981 676 163.